những bài văn mẫu lớp 3, đề bài, viết một bức thư ngắn cho người thân, bài làm mẫu số 1, Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2018, Ngọc Thảo thân mến, dạo này cậu và gia đình vẫn mạnh khỏe chứ, thì học kỳ y vừa qua cậu có được học sinh giỏi không, Thảo à, tuần trước mình đi ăn cưới với mẹ ở Vĩnh Phúc, phong cảnh ở đấy rất đẹp và tĩnh lặng, nhà nào cũng có vườn, ngoài vườn có rất nhiều cây ăn quả như, roi, ổi, táo, khế, bưởi cây nào cũng sai chĩu quả nhà ở đây thấp chứ không cao như nhà ở thành phố chạy dọc theo con đê là những đầm sen tỏa ngát hương thơm ở trên đê tớ thấy có mấy con trâu đang gạm cỏ những thửa ruộng đang được các bác nông dân gieo mạ để chuẩn bị cho vụ đông xuân thỉnh thoảng có một vài thửa mạ lên xanh mơn mờn bây giờ mình thấy có nhiều máy cày thay con trâu chiều đến nhà nhà thổi cơm bằng bếp rơm mùi khói của nó rất thơm đêm đến cảnh vật thật tĩnh mịch chỉ có tiếng ếch nhái và dế kêu mình rất thích cảnh bình yên này. Đến giờ học rồi mình dừng bút đây. Nếu cậu có dịp đi đâu, nhớ viết thư kể cho mình về nơi đó nhé. Cuối cùng mình chúc cậu luôn đạt thành tích cao trong học tập. Yêu cậu nhiều. Bạn của cậu, Thảo, Trần Thạch Thảo. Bài làm mẫu số 2, Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2018. Khánh Linh thân mến, lâu rồi chưa được gặp cậu, tớ nhớ cậu lắm nên tranh thủ ngồi viết thư cho cậu lời đầu thư cho tớ gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ông bà, cha mẹ, còn cậu có khỏe không? Còn tớ thì vẫn bình thường, tớ vẫn nhớ lời giao ước của bọn mình là sẽ học giỏi, ngoan ngoãn, ngoài ra, tớ còn làm những công việc của lớp của trường nữa, thôi thư cũng đã dài, tớ chào nhé và chúc cậu học giỏi, bạn của cậu, Nguyễn Thủy Linh, bài làm mẫu số 3, Hà Nội. Ngày 26 tháng 11 năm 2009, bà ngoại kính yêu, đã hai tháng cháu không về thăm bà, cháu nhớ bà lắm bà dạo này có khỏe không ạ à? vườn hoa của bà có tốt không con cún ở nhà chắc lớn lắm bà nhỉ gia đình cháu vẫn khỏe mạnh bình thường bố mẹ cháu vừa mới mua xe máy cho an hà để đi học năm nay cháu học lớp 3 giờ từ đầu năm học tới giờ cháu luôn được điểm 9, điểm 10 đấy bà ạ à. bà ơi cháu sắp thi giữa học kỳ một rồi cháu sẽ cố gắng đặt điểm cao để bà và bố mẹ vui bà ạ à, đến giờ cháu phải đi học rồi cháu kính chúc bà mạnh khỏe Cháu hứa sẽ học thật giỏi để được nhiều điểm 10. Tết về biếu bà, cháu của bà, Dương Ngọc Anh, bài làm mẫu số 4, Hà Nội, ngày mùng 9 tháng 11 năm 2018. Bà kính yêu, lâu lắm rồi chưa được gặp bà, cháu nhớ bà lắm ạ. À. Dạo này bà có khỏe không? Bà có ăn uống được không? Gia đình cháu ngoài này vẫn khỏe. Từ đầu năm đến giờ, cháu được 14 điểm 10 rồi đấy. Bà ạ, à, ngày nghỉ mẹ thường cho chơi, lúc thì công viên, dạo phố Lúc thì đi siêu thị ạ. Cháu vẫn nhớ năm ngoái được về quê xem múa sư tử cùng An Tùng, chị Vân, chị Hằng, chị Thảo, An Việt Anh và anh Sơn, và đêm đêm ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích. Cháu hứa với bà sẽ học thật giỏi để bà vui, luôn chăm, ngoan để bà vui hơn. Cháu kính chúc bà mạnh khỏe, sống lâu. Cháu của bà, Nguyễn Thủy Linh 3G, bài làm mẫu số 5, thị xã Bến Tre ngày 20 tháng 10 năm 2018, bà ngoại yêu quý của cháu cháu là Thanh Thảo đây, đứa cháu gái, con út của mẹ Hà viết thư thăm bà đây, dạo này, bà có khỏe không bà, bà ăn có ngon miệng không, mỗi bữa, bà ăn có được hai lưng bát không hả bà, bà dáng ăn nhiều cho khỏe bà nhé, hôm trước, gia đình cháu có nhận được thư bác Hải, bác nói, thời gian gần đây sức khỏe bà, có phần yếu đi, bố mẹ và chúng cháu lo lắm, gia đình cháu trong này vẫn bình thường. Bố cháu dạo này ít đi công tác xa, còn mẹ thì vẫn bán hàng bình thường như trước an quân cháu mỗi tháng mới về thăm một lần an nói học căng lắm vậy mà cháu cứ thấy An mập trắng ra to khỏe như chiếc xe tăng bà ạ à. còn cháu vẫn học tốt tháng nào trong sổ liên lạc gia đình cháu cũng đều được cô giác nhận xét chăm ngoan học giỏi bố mẹ cháu vui lắm cháu xin hứa với bà cháu sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để giữ vững danh hiệu là học sinh giỏi mà cháu đã giành được ở năm học trước cuối thư cháu chúc bà luôn mạnh khỏe hè này cháu sẽ về quê thăm bà cháu Út của bà ký tên Lê Hà Thanh Thảo bài làm mẫu số 6 Mỹ Tho ngày 20 tháng 10 năm 2018 bà nội kính yêu của cháu hơn một năm nay cháu chưa được gặp bà cháu nhớ bà nhiều lắm bà ạ à, tuần trước gia đình cháu có nhận được thư cô Vân trong thư cô nói bà bị ốm một tuần không ăn uống gì được bố cháu lo lắm bố định cắt phép để về quê thì hôm sau nhận được điện cô Vân báo tin bà đã đỡ tuy chưa bình phục hẳn an đừng lo thế là bố cháu ở lại bố cháu nói chắc bà bảo cô Vân điện cho bố bảo bố khoan về một lần về một lần khó bà đã vào đây rồi nên bà biết hơn hai ngàn cây số đi lại vất vả nên bà thông cảm cho bố đấy nhưng hè này nhất định bố sẽ đưa con về thăm nội thế là hè này cháu lại được gặp bà được bà hái cho những trái mãng cầu ngọt lịm những trái bưởi thanh trà căng tròn như trái bóng nhựa rông hè hai năm trước phải không bà bà ơi cháu nói gì lung tung quá mà quên hỏi thăm sức khỏe bà bà đã thực khỏe lại chưa hả bà bà ăn cơm có ngon miệng không bà đừng bỏ bữa bà nhé bà ăn nhiều thịt cá vào để hè này bà còn dẫn cháu đi thăm vườn nữa chứ cháu bây giờ ăn khỏe lắm bà ạ à. tuần vừa rồi mẹ cho cháu cân thử tăng hơn tháng trước một ký còn việc học của cháu thì vẫn tốt cháu luôn được biểu dương là chăm học, năng phát biểu, cháu hứa với bà, cháu sẽ cố gắng học tốt hơn nữa, cháu chúc bà mạnh khỏe, cháu nhớ bà và cô Vân nhiều lắm, cháu của bà, ký tên, Trương Phương Nam, bài làm mẫu số 7, Ân An, ngày 20 tháng 10 năm 2018, anh hùng yêu quý của em, lâu rồi, không nhận được thư ăn, mẹ buồn và trách ăn lắm đó, mẹ bảo em viết thư cho ăn đây. Dạo này, ăn có khỏe không? đã xong khóa tập luyện chưa ăn, còn bao lâu nữa thì được lên bờ, lính hải quân chắc vất vả lắm ăn nhỉ, ba mẹ và em đều khỏe, mẹ nhắc ăn hoài đó, hễ mỗi lần nói chuyện về ăn là mẹ lấy khăn lau nước mắt, mẹ nói, mẹ thương ăn nhất, nhiều lúc em ghen tị với ăn và cho rằng ăn đã dành hết tình thương của mẹ về cho mình, mẹ cũng bảo, mẹ thương em nhất, đúng không ăn, lúc nào, ăn về nhất định, em sẽ bắt mẹ cân thử, xem ăn hay em, bên nào mẹ dành tình cảm nhiều hơn, ăn nhé, em vẫn học bình thường, giúp mẹ được nhiều việc hơn, quét nhà, rửa chén bát, nấu cơm, nhặt rau, em đang tập làm đồ ăn để khi ăn về, em sẽ đãi ăn một bữa, thế ăn nhé, em dừng bút đây, ăn nhớ viết thư về kẻo mẹ buồn, em gái của an bài làm mẫu số 8, bố yêu quý của con, con nhớ bố quá, con đến thăm bố đây, bố ơi, bố có khỏe không? Sao lâu nay bố không về với chúng con? mẹ nói bố bận đi tuần tra biên giới nên không về được đừng nhắc bố nhiều làm bố phải hát hơi đấy có đúng thế không hở bố nếu đúng như lời mẹ nói thì lâu nay bố không hề nhắc tới con lần nào vì con không thấy mình được hát hơi lần nào cả chỉ có mẹ lâu lâu mẹ hát hơi liên tục mấy cái thế là bố nhớ mẹ nhiều hơn con rồi đó con không chịu đâu con và chị phượng vẫn khỏe dạo này chị học nhiều có khi cả buổi tối nữa chị hứa với mẹ sẽ quyết tâm thi tốt nghiệp đạt loại giỏi và đậu vào trường đại học y dược đấy. còn con, con cũng hứa với bố sẽ đạt học sinh giỏi năm học này. bố phải chuẩn bị quà cho chúng con ngay từ bây giờ, chứ để lâu quá bố sẽ quên đi là chúng con buồn lắm đó. bố nhớ là còn phải có quà cho một người quan trọng nhất cái nhà này nghe bố. thôi, con đi học bài đây ạ. À. mong bố sớm về phép để bố con mình được gặp nhau. con gái của bố, ký tên Trần Thị Phượng Hồng, bài làm mẫu số 9. Ba Chi, ngày 20 tháng, 10 năm 2005, chị yêu thương của em. Chị không tưởng tượng được em nhớ chị đến thế nào đâu, tuần nào cũng vậy, cứ đến ngày thứ bảy là tâm trạng em lại bồn chồn ngồi đứng không yên, ra cổng ngóng cổ cò đợi chị, không thấy lại đi vào đọc truyện, chỉ mong có tiếng gọi, mi ơi, chị về rồi nè, mở cổng cho chị đi, những lúc như thế, dù đang đọc truyện đến chỗ hồi hợp nhất, gay cấn nhất, em cũng ngừng lại, mà chạy ảo ra cổng mở cửa cho chị đã hơn một tháng nay rồi, chị cứ ở lì trên đó, không về với em, em buồn muốn chết đi được. Có phải chị học căng thẳng quá không? Hôm qua, em nghe mẹ nói với bà là dạo này, chị chuẩn bị thi học kỳ thì phải. Nếu vậy là em trách lầm chị rồi đó, đừng buồn em, chị nhé, chị ơi, chị phải ăn nhiều vào để có sức khỏe mới học hành được nghe chị. Mấy tuần vừa rồi, mẹ cho tiền đi học, em tiết kiệm được 10 làm ngàn cất ở trong cặp sách. Khi nào chị về em sẽ bao chị ăn bún bò Huế, món ăn mà chị em mình rất thích đấy. thì xong chị về với em chị nhé. Em của chị ký tên Lê Hà Diễm My, bài làm mẫu số 10, Mỹ Tho, ngày 20 tháng 10 năm 2018. Bà nội kính yêu của cháu hơn một năm nay cháu chưa được gặp bà, cháu nhớ bà nhiều lắm. Bà ạ, à, tuần trước gia đình cháu có nhận được thư cô Vân, trong thư cô nói bà bị ốm một tuần không ăn uống gì được. Bố cháu lo lắm, bố định cắt phép để về quê, thì hôm sau nhận được điện cô Vân báo tin, bà đã đỡ, tuy chưa bình phục hẳn, ăn đừng lo, thế là bố cháu ở lại. Bố cháu nói, chắc bà bảo cô Vân điện cho bố, bảo bố khoan về, một lần về, một lần khó, bà đã vào đây rồi nên bà biết, hơn hai ngàn cây số, đi lại vất vả nên bà thông cảm cho bố đấy, nhưng hè này, nhất định bố sẽ đưa con về thăm nội, thế là hè này cháu lại được gặp bà được bà hái cho những trái mãng cầu ngọt lịm những trái bưởi thanh trà căng tròn như trái bóng nhựa giống hè hai năm trước phải không bà bà ơi cháu nói gì lung tung quá mà quên hỏi thăm sức khỏe bà bà đã thực khỏe lại chưa hả bà bà ăn cơm có ngon miệng không bà đừng bỏ bữa bà nhé bà ăn nhiều thịt cá vào để hè này bà còn dẫn cháu đi thăm vườn nữa chứ cháu bây giờ ăn khỏe lắm bà ạ à. tuần vừa rồi mẹ cho cháu cân thử tăng hơn tháng trước một ký còn việc học của cháu thì vẫn tốt. Cháu luôn được biểu dương là chăm học, năng phát biểu, cháu hứa với bà, cháu sẽ cố gắng học tốt hơn nữa, cháu chúc bà mạnh khỏe, cháu nhớ bà và cô Vân nhiều lắm, cháu của bà, ký tên Trương Phương Nam, bài làm mẫu số 11, bà kính mến. Lâu lắm rồi cháu không viết thư hỏi thăm sức khỏe của bà và cô chú ở nhà, từ hè năm ngoái đến giờ, cháu chưa có dịp về thăm và và nghe bà kể chuyện, hôm qua cháu nghe ba cháu bảo rằng bà đang ốm cháu lo lắm nên cháu viết thư để hỏi thăm sức khỏe của bà năm ngoái bà còn rất khỏe mạnh còn có thể làm vườn đào đất nhưng năm nay bà yếu đi rất nhiều bà cháu bảo do bà tuổi cao thời tiết thay đổi thất thường nên bà bị ốm cháu thấy lo cho sức khỏe của bà quá cô chú đi làm cả ngày mình bà ở nhà chơi với em bi mà giờ bà ốm thì mọi người buồn lắm bà mẹ cũng lo cho sức khỏe của bà và đang sắp xếp lịch tuần sau về với bà ạ à. còn cháu phải đi học nên không về thăm bà được cháu nhớ mùa hè năm ngoái được bà dẫn ra bờ sông Lam xem người ta đánh cá, rồi xem lũ trẻ trong xóm tắm và hét họ ầm ĩ, rồi bà dẫn cháu ra đồng ngắm cánh đồng lúa đang đến mùa gạt. Cháu nhớ quê và nhớ bà lắm, bà phải ăn uống thật nhiều, uống thuốc để nhanh khỏi bà nhé. Bà nhanh khỏi thì mới có thể chơi với con cháu được ạ. À. Hè năm nay cháu sẽ lại về thăm bà tiếp, cháu sẽ mang cái túi đựng tiền nhỏ sinh mà hôm trước cháu đi chơi mua cho bà ạ. À. Thời tiết mùa hè nắng nóng. Bà phải cẩn thận khi đi ra ngoài, không sẽ say nắng ạ. À. Bà ơi, năm nay cháu được học sinh giỏi ạ. À. Bà thấy cháu có giỏi không ạ? À. Năm ngoái bà nói rằng nếu cháu được học sinh giỏi thì bà sẽ thưởng cho cháu đúng không ạ? À. Bà nhanh khỏe để còn đi tìm phần thưởng cho cháu nhé bà. Cháu nhớ và thương bà rất nhiều. Cháu yêu của bà, Hạnh Nguyên, bài làm mẫu số 12, gửi nội thân yêu của con, Nội à, đã được hai tháng rồi kể từ khi nội xa con và đến một thế giới khác mẹ con bảo rằng ở thế giới đó nội sẽ được sống vui vẻ hơn có phải vậy không nội con thì thấy nhớ nội nhiều lắm nội à con vẫn chưa quen với cảm giác không có nội bên cạnh con nhớ bữa cơm nội nấu và chờ con đi học về có những lúc nội nhỡ tay nấu mặn con tự ái không ăn cơm nội lại ân cần dỗ dành con nhiều lần con làm nội buồn nhưng chưa bao giờ nội nói nặng lời với con con nhớ những buổi chiều nội đưa con đi chơi và nội luôn khoe với hàng xóm rằng cháu của nội học rất giỏi nụ cười nhân hậu của nội đẹp như nụ cười của bà tiên mà chưa giây phút nào con quên con nhớ những lúc nhổ tóc ngứa cho nội nội thường khen con khéo tay và nội bảo sau này con lớn con sẽ là người phụ nữ tuyệt vời như mẹ con những buổi tối khi đi ngủ nội thường kể chuyện lịch sử kháng chiến cho con nghe nội dạy con không được quên quá khứ vì không có quá khứ sẽ không có chúng ta ngày hôm nay những giây phút con được ở bên nội là những khi con cảm thấy hạnh phúc và ấm áp bố mẹ con và con lúc nào cũng nhớ tới nội có những đêm con nằm mơ được gặp nội và nội lại ôm con vào lòng và kể chuyện cho con nghe giọng nói và nụ cười của nội vẫn ấm áp như thế con không muốn tỉnh giấc vì con sợ sẽ không được gặp nội nữa mỗi khi đi học về con vẫn thường gọi nội ơi nhưng nội đã không còn ở bên con nữa đó là sự thật và con sẽ chấp nhận nó con cảm ơn nội đã luôn yêu thương con và dạy dỗ con nên người ở nơi xa ấy con mong nội luôn yên lòng và sống thật vui vẻ con hứa với nội sẽ luôn cố gắng học thật giỏi để cha mẹ vui lòng con sẽ nhớ và nghe lời nội dạy để luôn là con ngoan trò giỏi nội hãy luôn ở bên con nội nhé cháu gái yêu của nội cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé tạm biệt và hẹn gặp lại